Tôi tự học chữ Hán Nôm. Chữ xế Hàn Nán chữ. Truyện Kiều với kho chữ Hán Nôm của đại thi hào Nguyễn Du. Dội về thêm lấy của nhà, xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông, thang mây dọn bước ngọn trường, phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nghe. Vội, trong vội vã, bên trái có bộ nhân. Nhân là người. Về, đây là chữ vệ của tiếng Hán Việt, dùng làm chữ về trong tiếng Nôm, trong về nhà. Thêm, thêm bớt, ở bên trái có bộ thủy. Bộ thủy dùng để chỉ nước. Lấy lại, bên trái có bộ thị, thị và biểu thị. Của cải, của ai, bên trái có bộ bối, chỉ vỏ ốc và tiền bạc với chữ cổ. Nhà, trong nhà cửa, ở trên là bộ thảo, ở dưới là chữ như, chỉ âm đọc của chữ nhà. Xuyến vòng, bên trái là bộ kim, bên phải là chữ xuyên. Vàng, trong vàng bạc, bên trái là bộ kim, bên phải là chữ hoàng. Đôi, một đôi, bên trái có bộ thổ thuộc về đất. Chiếc và cái, đây là chữ Hán Việt. Khăn tai, đây là chữ Hán Việt. Là thì, đây là chữ la của Hán Việt, dùng làm chữ là trong tiếng Nôm. Một, số 1, đây là chữ 1 của Hán Việt, dùng làm số đếm trong tiếng Nôm. Vuông, ô vuông, bên trái có chữ phương là ô vuông. Thang bậc, ở bên trái có bộ thủy thuộc về nước. Mây trời, ở trên là chữ vũ, ở giữa là chữ mễ, chỉ âm đọc. Chữ xước là bộ lúc đi lúc dừng. Dọn, trong dọn dẹp, bên phải có bộ hiệt. Bước đi, bên trái có bộ túc là chân, bên phải là chữ bắc, dùng để chỉ âm đọc của chữ bước. Ngọn cây, ở trên có bộ thảo thuộc về cây cỏ. Tường, trong tường rào, bên trái có bộ thổ thuộc về đất. Phải, trong phải có, bên trái có bộ thủy, bên phải là chữ phế. Người, trong người ta, bên trái có bộ nhân, nhân thuộc về người. Hôm, trong hôm qua, bên trái có chữ âm. Nọ kia, đây là chữ nô của tiếng Hán Việt, dùng làm chữ nọ trong tiếng Nôm. Bên trái có bộ thủy, bộ nữ. Rõ, trong rõ ràng, bên trái có bộ quả, quả là lửa.
ràng, trồng rõ ràng. Chẳng trồng chẳng hạn, nhe trồng nhe sai, bên trái có bộ khẩu và miệng, bên phải có chữ nhi, chỉ âm đọc của chữ nhe. Người đọc VKH. Vội về thêm lấy của nhà, xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông, thang mây dọn bước ngọn trường. Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nghe, người biên tập Vương Khánh Hưng, quên xì chào bạn, hẹn gặp lại. Chai Chen.